Anh cũng muốn rước một cô về để làm vợ anh, mà anh sợ cô ấy không chịu. Anh nói ai vậy? Chị Châu hả? Người đó đang ngồi trước mặt của anh nè. Hôm nay có nhiều món ghê á. Anh thiệt là hào phóng. Chiêu đãi em, vậy em mang lại hợp đồng lớn cho công ty. Nhưng mà chị Châu cũng ký được hợp đồng mà, sao không mời chị Châu tới? Người đặc biệt phải được chiêu đãi đặc biệt chứ. Ủa anh, lá kê của em đâu rồi? Nó ngủ rồi, em ăn đi. Anh cũng muốn rước một cô về để làm vợ anh, mà anh sợ cô ấy không chịu. Anh nói ai vậy? Chị Châu hả? Người đó đang ngồi trước mặt của anh nè. Một nghìn năm trăm năm mươi mốt, 1552, 1553. Đã đến 1553 rồi mà sao chưa ngủ được nữa? Tại sao vậy? Lời tỏ tình của anh Thiên mà không, mấy gã đàn ông nhà giàu á đâu biết yêu đâu, mà mình cũng đâu có gì đâu cho người ta yêu. Mà sao không, mình có nhiều phẩm chất cao quý nữa là khác. Anh ta cho mình một tuần để trả lời hả? Không thèm. Không thèm mà sao cứ suy nghĩ hoài vậy? Phương ơi là Phương. Nhưng mà anh ta tuổi thân, mình tuổi tỵ, như vậy là khác nhau á. Trời ơi. Thôi thôi đừng có khóc nữa, có mấy cái tin vớ vẩn thôi mà khóc hoài. Tại bà không biết á, chứ nó nhắn tin là hẹn anh chỗ cũ, không gặp không về, vậy sao mà tin vớ vẩn được. Nhiều khi là nó nhắn lộn số thì sao? Không phải lộn số đâu, tại bà không có trong tình cảnh của tôi, bà không biết. Tôi hỏi thẳng mặt anh luôn á, anh đâu trả lời được đâu, anh cứ ấp a ấp úng rồi thái độ thì lúng túng rồi bỏ đi vậy đó. Anh bỏ mẹ con tôi rồi. Thôi 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 thôi, bà làm riết hả? Đứa nhỏ trong bụng nó sợ bà luôn á, tôi còn sợ nói gì nó. Nói chung á, tôi thấy chưa có gì hết. Khoan đi, đừng có ghen bóng ghen gió nữa. Bà không biết, giờ thử bà có chồng đẹp trai giàu có như tôi vậy coi bà có ghen không. Nói thiệt nha, tôi suy từ cái tình cảnh của bà ra, tôi quyết định là tôi cũng không lấy chồng giàu mà cũng không lấy chồng đẹp trai luôn. Chắc không? Thề. Trời ơi, đi đâu mà đi cả đêm không thấy gọi thấy nhắn về vậy nè ta. Tôi bầu bì ở nhà một mình tôi lo lắm biết không, lỡ có chuyện gì sao. Bậy bậy, mà có chuyện gì? Ông làm gì có chuyện gì? Hay là ngủ ở đâu? Không 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 không, không có ngủ ở đâu hết á. Ây da, ây da, thôi thôi thôi. Để mẹ. Em à, con khỏe không em? Tránh ra. Khỏe. Đi đâu? Anh biết lỗi anh rồi. Tối em qua đi mà quên điện thoại về cho em đúng không? Thôi anh xin lỗi em, đừng có giận nha. Ha, tha lỗi. Tiếng xin lỗi vậy là thôi hả? Anh ngủ ở đâu? Anh đi đâu cả đêm? Tôi bầu bì với nhà mình thân tôi vậy nè, có chuyện gì thì sao? Thôi mà xin lỗi, anh biết lỗi của anh rồi, đừng có khóc nữa mà. Em biết sao không, tối ngày hôm qua anh nhậu nhàn bảo, làm xong rồi cái nó rủ hai anh em làm nhâm nhi vài chai, cái hai chai xong rồi tới bốn chai, thành chục chai, xỉn quá rồi ngủ lại nhà nó luôn. Sáng nay mới về. Thôi sao mà. Tôi tin anh ngủ nhà bảo, bảo nào mặt mày bơ phờ hốc hác thì ngủ nhà lạ mà, tối cả đêm anh đâu có ngủ được đâu. Đúng rồi, thấy không, anh cũng tự khai luôn đó, ngủ chỗ lạ
Nhưng mà có người quen, cả đêm đâu có ngủ được. Trời, thì hai thằng nằm chung cái phòng mà, cái giường nó chút xíu à. Hai đứa lấn qua lấn lại ngủ đâu có được đâu em. Trời ơi, lấn qua lấn lại nữa. Nói lấn qua lấn lại với tôi nữa. Trời ơi, nghĩ ghê đâu vậy. Khổ em ghê. Ở nhà chăn em để mắm giường rộng không ngủ. Tin nhắn của anh mà. Em đưa lại anh đi, tin nhắn của anh. Để anh coi có công việc gì hay không đó hả? Bực bội quá. Lúc nào cũng ghen bóng ghen gió hết trơn á. Tin nhắn hả? Tin nhắn với tôi hả? Anh về nhà bình yên chưa? Trời, xuống con, xuống con. Alo. Dạ, anh Bảo hả? Dạ dạ, à, ông xã em về rồi anh. Dạ, anh mệt quá, anh đi nghỉ rồi anh. Dạ dạ, em chào anh. Em có chuyện gì vậy? Thích vậy? Hay là gần được sinh rồi? Để đưa em vô bệnh viện nha. Đúng rồi, mấy người bầu bì giọng dễ sinh non. Sinh non luôn. Thôi để đưa em vô bệnh viện nha. Đi nha. Mẹ con tôi mà có chuyện gì, anh là kẻ sát nhân. Em à, anh nói gì kỳ cục vậy? Để anh đưa em vô bệnh viện nha. Nè, có sao không hả? Chánh ra, tôi không cần. Em có sao không? Để đưa em đi bệnh viện nha. Đi. Chánh ra, tôi không cần. Trời ơi em ơi. Nè em làm cái gì mà ăn nhiều dữ vậy? Bể bụng chết thì sao? Đấy, đưa anh đi mà. Để em, không sao đâu. Anh muốn em chết hả? Đâu có. Đâu có chết dễ vậy được anh. Em ăn cơm thiệt nhiều, cái em khỏe, cho con khỏe. Rồi em sanh con ra, em gửi về quê cho ngoại nuôi. Sau đó em đi làm trở lại bình thường, em kiếm thiệt là nhiều tiền, không cần anh nữa. Nè, em đừng có cái suy nghĩ mà đưa con gửi về ngoại nha. Anh còn làm được mà. Thì bây giờ anh muốn tự do bay nhảy, em trả tự do cho anh, đòi hỏi gì nữa giờ? Anh làm cái gì làm, em làm cái gì em làm. Mà hôm nay nó sống, nó ngày lẻ xong thôi. Em, thôi mà. Ăn vừa vừa thôi, mắc nghẹt. Nè, có sao không? Mắc nghẹn phải không? Nè, uống miếng nước vô, uống miếng nước vô. Uống vô. Anh nói hoài mà em không hiểu gì hết trơn. Nè, Thảo, bây giờ vậy đi. Bây giờ em trách anh á, em nói anh á là không có quan tâm chăm sóc cho em phải không? Bắt đầu kể từ ngày mai, anh sẽ nghỉ ở nhà, anh sẽ quan tâm chăm sóc cho em. Đây là chuyện riêng của em, anh đừng có can thiệp. Anh không muốn can thiệp đâu. Anh chỉ muốn nói theo những gì mình suy nghĩ thôi. Cho dù em không muốn nhận lời cha, nhưng sự thật, ông ấy vẫn là cha của em. Dù cho ông ấy có lỗi lầm như thế nào đi nữa, chẳng lẽ suốt cuộc đời này em không bao giờ tha thứ cho ông? Không. Để anh kể cho em nghe một câu chuyện. Trước đây, mẹ của anh rất giận ông ngoại, vì ông ngoại đã đem mẹ anh gửi cho một người chú nuôi, bởi vì ông ấy tin lời của thầy bói, nói là tuổi mẹ anh với ông ngoại không hợp nhau, không làm ăn được. Sau đó ông ngoại của anh biết lỗi, muốn mẹ của anh tha thứ, nhưng mẹ của anh lúc nào cũng cố chấp. Đến lúc ông ngoại của anh bệnh sắp qua đời, thì mẹ của anh chạy về thì cũng không kịp nữa. Chỉ tội cho ông ngoại của anh, khi mất rồi cũng không biết là con gái của mình có tha thứ hay là không. Tới những năm sau, mẹ anh nằm ngủ lúc nào cũng nhìn thấy ông ngoại anh trở về với một ánh mắt buồn bã. Chắc có lẽ là ông ngoại của anh không được siêu thoát thì còn vướng bận chuyện trần gian. Em nên suy nghĩ lại đi. Đến lúc mà em muốn gọi tiếng ba, coi chừng không còn kịp nữa. Em luôn nghĩ tới sự giận dỗi của mình, mà không nghĩ đến cảm xúc của ba mẹ mình. Em nhận lời ba của mình đi. Em chỉ được thôi, chứ không mất gì đâu. Con muốn bà phải bù đắp cho con. Con muốn sao hả? Bà hứa hết.
Bù đắp của con không phải là bù đắp về vật chất. Con muốn bà bù đắp về tình thương. Bà phải hứa với con, hai cha con mình là phải ăn cơm cùng với nhau, phải gặp nhau thường xuyên, phải nói chuyện với nhau, phải tâm sự với nhau. Con muốn bà phải bù đắp hết những tình cảm mà con thiếu thốn trong bao nhiêu năm qua. Bà hứa. Vậy là tết này con có bà đón giao thừa chung với con rồi. Đúng vậy. Vui lắm phải không bà? Đúng. Lúc nãy gặp em á, anh tưởng mình nằm mơ á. Thấy mà ghét, đi mà không nói tiếng nào trơn. Tại anh tưởng... Chứ không phải gì cô hàng xóm à? Hàng xóm nào cũng biết nữa. Ôi, ai mà biết được. À, thì ra là sợ mắt anh cho nên ba chân bốn cẳng chạy về đây chứ gì. Về cái con khỉ độc á. Ờ, à, em à. À, hay là anh đưa em ra mắt anh chị hai nha. Ôi, kỳ lắm. Kỳ cái gì? Lớn hết trơn rồi. À, anh tính là ra duyên cưới nhau á. Một tuần qua anh suy nghĩ như thế nào rồi? Là bạn gái của anh nha. Không. Em xin lỗi. Tại sao lại không? Không phải chúng ta sống bên cạnh nhau rất là vui vẻ hay sao? Em với anh khác tuổi với nhau. Lỡ sau này á anh gặp chuyện gì xui xẻo, lúc đó anh đổ thừa cho em thì sao? Em khờ quá. Thời buổi bây giờ là thế kỷ 21 rồi, làm gì có chuyện kỳ tuổi hay không kỳ tuổi. Quan trọng nhất là hai người với nhau phải biết vun đắp cho tình yêu, một tình yêu trong sáng và lòng chung thủy. Không, em sợ bị tổn thương lắm. Ngày trước má em yêu ba em. Ba em là một người rất là giàu có. Rồi má em có bầu em. Nhưng lúc đó ba em đâu có tin vô tình yêu, mà lại đi tin vào lời phán của một ông thầy bói. Bỏ rơi hai má con em. Em thấy mấy người giàu á, họ coi tình yêu giống như là trò chơi vậy. Họ không biết yêu là gì hết. Nếu như người phụ nữ đừng có tự biến mình thành trò chơi, thì không bao giờ ai xem thường họ. Muốn người ta tôn trọng mình, mình phải tự tôn trọng bản thân mình trước. Đời bây giờ nhiều người phụ nữ chạy theo những người đàn ông giàu có chỉ vì tiền. Còn riêng em thì không. Tại sao cố kìm nén tình cảm của mình? Nhưng em... Nếu anh với em không thể yêu nhau chỉ vì anh tuổi thân và em tuổi tỵ, thì đó là một điều vô lý. Bây giờ anh mới cảm nhận được em quan trọng như thế nào trong cuộc đời của anh. Anh mà có được em á, anh còn vui hơn trúng số độc đắc. Alo, anh hả? Bây giờ anh bắt đầu vào giấy số nha. Ủa. Giấy đặc biệt với các chữ số tận cùng là E, M, B, A, N, N, G, L, L, O, N, N, G, Huyền. Giải trúng số tình. Nói gì vậy? Em bằng lòng. Em bằng lòng. Trúng số tình. Lâu không không? Dạ. Chụp hình cho ba má. Ra duyên anh cưới em. Dạ. 1, 2, 3.